ăn xe đạp đó bạn. Xe đạp ổng thằng nhỏ bụm mắt lại, ổng chạy quá trời luôn à, nó không dám mở mắt ra. Còn ông con cá này nhỏ này bụm miệng lại, đâu dám lên tiếng đâu, lên tiếng ổng đạp cho đạp lọt xong à. Còn hai ông này thì ông đó ra ông giả gạo sùm hết trơn, ông nghe không được, bụm tay lại. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các bạn cái mẫu tiểu cảnh bằng nhựa. Cái mẫu tiểu cảnh bằng nhựa này thì nó có 4 người và một cái đài phun nước. 4 người là một người xe đạp, một người câu cá, một người cưa, một người giả gạo. Và có ba cái thác nước phong thủy. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem những sản phẩm mình làm á, chi tiết lắm các bạn. Đây là chiếc xe đạp của mình nè các bạn. Những sản phẩm của mình là toàn bộ bằng nhựa bình minh không các bạn. Đây. Cái nón thì mình để lên đâu mình bạn, các bạn muốn xay đâu các bạn xay nha. Đây là một câu cá, con cá vàng luôn. Đây là thác nước phong thủy. Thác nước phong thủy này thì công nước đổ ông câu cá này mới câu các bạn. Đây thì nó có ba cái thác nước phong thủy. Đây là cái đài phun nước. Thì mấy anh đây thì một ông cưa, một ông giả gạo. Thường thường sản phẩm mà có cái đài phun nước á, là nó sẽ là sử dụng cái máy bơm lớn một tí, rồi chúng ta chia ra hai đầu, một đầu xuống cái đài phun nước và một đầu lên cái lá guồng. Thì những cái sản phẩm của mình á, nếu mà có đài phun nước á, mình sẽ tặng cho bạn một cái này, các bạn thấy không? Cái này là cái chữ T đây. Thì một mình mua cái máy bơm 2.000 mà thì mình gắn này vô ha. Cái này chia là hai, cái đầu này thì vô đài phun nước, còn cái đầu này thì lên cái lá guồng. Tại cái cây này mình ngay lên cái trụ lớn thì mình có đấu sẵn vô cái ống rồi, như vậy đó. Các bạn chỉ cần gắn cái đây là, còn đầu này gắn vô đài phun nước là hoạt động nha. Thì sản phẩm của mình là làm toàn bộ bằng ống nhựa bình minh nên là xài chắc rất là chắc chắn nha. Những cái ống này nè, mình có làm sử dụng cái đầu vít, thì các bạn cái đầu vít thì các bạn dán vô thì các bạn xài biết chừng nào hơn. Thì cái mẫu này bề ngang á, bề ngang của nó là 4 tấc 4, còn bề cao thì cũng 4 tấc 4, còn bề vô thì nằm khoảng 2 tấc 7 đến 3 tấc. Tại dung mình làm mà vừa để vừa thùng xốp á. Và mình cũng có bán mấy ông tượng á, giống như tượng 40 nè, giống như tượng cầm kỳ thi họa đội nón nè, chú Tiểu đó các bạn, như vậy nè. Các bạn mua về các bạn để lên trang trí nha. Thì cái bộ này thì các bạn hai ông các bạn để ra chỗ đài phun nước nè. Bạn đến đây hay không? Còn một ông các bạn để lên ông chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp bên sau á. Ông chiếc xe đạp. Còn một ông các bạn để chỗ ông câu cá nè. Cháu ngồi đây trong câu cá rồi với ông này về đồ chơi. Thì cái này thì các bạn kiếm một mình cái mình các bạn chim lên ha. Đài phun nước á. Để mình để mấy bức tượng lên rồi mình hoạt động cho các bạn xem nha.
Rồi đó các bạn, thì bạn mua hộ tượng này thì cho một ông bẩm miệng ngồi chỗ ông câu cá, để cho ông bẩm miệng ông không dám nói chuyện, đừng cho ông câu cá ông câu á. 40 thì nó có là không nghĩ, không nói, không nghe và không nhìn. Các bạn lấy một ông không nhìn đó, các bạn để nó xe đạp á, tại vì ông xe đạp ông chạy, ông đâu dám nhìn đâu, ông bụm mắt lại ông sẽ té, ông giao tính mạng cho ông ấy. Đó các bạn, thì cái này nó hoạt động thì mình cho một cái đồ bích, cái chữ T vậy đó, rồi các bạn chia làm hai ha, gắn cái bơm như vậy là hoạt động. Thì cái này mình cũng canh rồi, canh sẵn ra rồi, các bạn chỉ cần về rồi ghim vô là hoạt động rồi các bạn. Để mình quay cho các bạn xem. Nè các bạn, như vậy đó các bạn. Mình nói trước các bạn là mình không có bán bộ tượng kèm theo nha, mình chỉ bán bộ tượng là bóng riêng nha, tính tiền riêng đó các bạn, là muốn mua thì mua tính tiền thêm ha. Trời chuyển mưa cũng không được sáng gì mấy các bạn. Thì cái nón ông xe đạp này thì mình không dán keo á, về cho các bạn tự dán, muốn thích quay đâu các bạn quay ha. Các bạn muốn mua thì những sản phẩm của mình á, thì có cái số điện thoại của mình trên cái góc màn hình video á, số điện thoại Zalo á, các bạn nào muốn mua thì kết bạn Zalo với mình nha. Thì các bạn chụp cái mẫu nào mà các bạn chọn đó, kết bạn Zalo chụp hình gửi cho mình nha. Các bạn nào thì thấy hay thì nhớ cho mình một like, nhấn ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi nhớ cho mình một lời bình luận bên dưới á, mình sẽ biết mình trả được cho các bạn đầy đủ hết. Sản phẩm của mình thì các bạn để ý đi, mình làm rất là chi tiết và rất là chắc chắn, các bạn xài là chuyện đó, các bạn yên tâm chuyện đó nha. Mình làm rất là kỹ nên là cái chuyện mà xài là ok các bạn. Bạn thấy cây cưa mình làm bằng cây nhôm, nhưng mà cây nhôm chà bá luôn. Cá vàng luôn các bạn, không câu dính cá vàng luôn rồi. Các bạn nào muốn tham khảo những cái mẫu khác, cái mẫu bằng tre bằng nhựa vậy, mình có rất là nhiều mẫu trong trang cá nhân YouTube á, các bạn vào chỗ video á, các bạn xem để tham khảo nha. Rồi ưng ý mẫu nào chụp hình gửi cho mình. Và các bạn nào muốn làm theo á, mình cũng có hướng dẫn ở trong trang YouTube á, các bạn làm theo một cái đi chơi ha. Ông này ông lọt dưới mương rồi. Các bạn về thì các bạn nếu để ông lên đây thì các bạn chấm cho mình miếng silicon, các bạn để lên nha, tại vì chạy lắc lắc á rớt. Các bạn lấy cho miếng silicon, bạn để là làm không ngồi yên luôn à. Tay này nó hoạt động á, rung rinh á, không ngồi thì không lọt cái mương. Đây là tổng là nói gì đó các bạn. Rồi các bạn thấy video hay nhớ cho mình một like, nhấn ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, nhớ viết cho mình lời bình luận dưới, mình sẽ trả cho các bạn đầy đủ. Rồi video đến đây cũng xin kết thúc, xin chào và hẹn lại các bạn nha.